không? Sáng ra xin lỗi rồi kìa. Vậy bây giờ sao thì cũng phải vậy thôi. Là cũng đâu rồi đó chứ ha. Nhưng mà nói sao mà thì con tôi chấp nhận thì tôi cũng phải chấp nhận thôi, nói chứ sao vậy? Chấp nhận nha. Mà tôi nói phải quay cho nó nghe cái bắt đầu nó nói tôi á là không có đi luôn hả? Cái tương lai của mấy đứa nhỏ thì tự nó sắp xếp. Thì tôi thương con tôi, thương cháu tôi thì đúng thương sang vậy chứ không hồi nào giờ. Sang con quay qua cảm ơn ngoại đi. Cảm ơn ngoại đi. Con tôi biết chấp nhận thì tôi cũng phải chấp nhận theo nó luôn. Xin lỗi ngoại đi, những gì tâm ngoại cũng làm. Lỡ con lỡ gì? Dạ, xin lỗi ngoại mấy tháng trước. Ngoại cũng tha thứ cho con hết trơn á. Lúc trước con ở đây cùng mẹ, ngoại cũng vẫn thương con như thường. Chứ phải mẹ mày rồi ngoại ghét con đâu. Khóc luôn nước mắt. Con thấy không, ngoại ra đây còn mày có la con không, có gầy con, có mắng chửi con không? Có không? Ngoại nói vậy có không? Có không? Dạ không. Đó là đứng tỏ là ngoại rất là thương em. Ngoại nói chuyện mà bắt lúc đó. Con ở đây ngoại cũng thương con. Cũng nói như con ruột bên cha, cũng mà ngoại thân. Cháu ruột ngoại thân. Mà giờ con làm vậy đó. Ngoại gưng nước mắt luôn rồi. Thì cũng xấu hổ lắm ha. Sao? Ừ. Ngoại giờ tính sao ngoại? Giờ ta cho Sang về đây ở không? Nó vô ra đi, đừng ở đây người ta đầu tiếu ha. Ngoại cho con ở. Có gì đâu đầu tiếu ngoại, tại vì bây giờ á là có gì rồi á thì mình được. Ai biết chồng Dũng ăn thua Dũng như ai cũng biết rồi, còn sợ đầu tiếu như bây ngoại. Giờ bây giờ ăn thua Dũng như vậy đi. Như là ăn thua hai chồng của ăn thua Dũng như vậy nó cho ở thì ở. Hôm qua thì anh Dũng nói có gì thì nói với ông bà ngoại. Rồi hôm nay bà ngoại cũng đỡ cho đồng ý rồi. Giờ còn anh Dũng thì chắc anh Dũng cũng đồng ý thôi. Vậy tại hôm qua ông cũng hỏi ý kiến rồi. Nhưng mà hai bà xui rồi gặp nhau sao rồi? Tôi đâu nói là đợi đó. Một bữa là bán trang bán số lại chợ ở dưới nhà tôi đi. Nó chạy xuống xăm vợ nó. Tại vì trang bán số lại. Bây giờ nó Dũng nói là đồng ý nó bán số lại xuống đây đó. Mua đưa tặng tôi mua sổ cho vợ nó cho con luôn. Xui chứ anh Dũng vậy? Xui 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 xui. Nói chung á, con Thấm nó có sanh ra thì Sang nó có giúp đỡ được cái gì giúp đỡ, còn không giúp đỡ thì thôi chứ không có bắt buộc. Sao không được, người ta chồng người ta phải lo chứ sao không lo được. Mà không có bắt buộc nó, tại vì nó quá khổ đi. Bán số được nhiêu tiền. Bây giờ Sang làm gì hứa cho bà ngoại cho biết nè. Làm gì được, bán số mà lại làm hồ. Nếu làm hồ được thì đi bán số. Thì nói cho bà ngoại nghe, nói cho bà ngoại nghe đi. Nói ngoại ơi, con cố gắng con lo cho vợ con. Thì con cố gắng được thì con cố gắng, mà như con cố gắng được nên đằng này ta lo. Ấy thì coi được lương ngày gặp nó tốt đám cưới luôn. Thấy bà ngoại bà thương không? Bà ngoại dễ dãi không? Không dễ đó, trời. Ai làm đám cưới? Anh Tân hả? Dùng đám cưới không có à. Làm cho cái đám cưới chứ. Làm bạn hai bạn. Làm bạn hai bạn chứ. Hai bạn cơm hay là xin để chứ ngoại. Mình cứ đồ bà cũng được, mình cứ đồ. Sa nó có khả năng không? Ở đây anh em tôi lo. Anh em tôi lo. Tổ chức luôn. Rồi cho bà mặc áo dài rồi chụp như vậy cho mình luôn. Đừng có quay tôi lên, tội nghiệp tới tôi. Nói bây giờ hôm nay thì bây giờ cái cửa đầu tiên thì bà ngoại thì cũng đã đồng ý rồi đó. Giờ tiếp tục tới cửa thứ hai là tới gặp ba vợ đó. Với mẹ vợ. Bỏ đi tiêu rồi. Bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi. Bỏ chạy luôn ha. Tôi nói có mấy câu thôi sao phải quấy cho nó nghe mà nó giận đó. Nói tôi ra đây la là nãy bà cản rồi ông giận cũng leo cầu luôn đó. Được hai chồng đi luôn rồi. Đi luôn rồi. Bà quẹt ngược theo. Leo lên cầu luôn nè. Bắn bay bắn tử rồi nha. Đang nói rồi đó. Trời ơi thằng này chuyên môn gì. Bây giờ hắm nè. Hắm giờ thấy bà sang sao? Hả? Chịu không? Nhìn mặt này coi. Chịu sang không Thắm? Giờ anh Sang ấy đâu giờ hai chồng mà nắm tay nhau ra coi. Nắm hai chồng nắm tay nhau rồi. Đâu Sang đưa tay lên, ngửa lòng bàn tay lên rồi nắm vô rồi. Có cảm giác gì không? Nói gì không?
đi. Nói từ đây về sau anh đừng rời xa em nha. Nói đi Thám. Nói đi Thám. Từ đây về sau đừng rời xa em. Ê, cái gì? Ê, cái gì hả? Đi ra ngoài. Hai chồng muốn căng rồi. Rồi sáng nay sáng ơi. Thôi bây giờ anh Sang, em Sang qua gặp ba vợ nha. Từ từ sáng giờ con coi ông uống gì chưa? Uống gì đâu. Chưa uống ha. Về sáng sáng ba thương ba mới qua đi con. Ba mới qua đi sáng. Con quay lại. Đứng lên, đang phân tay tới đứng lên, đứng lên, tốt đây. Con lại. Rồi, đó. Giỏi quá. Rồi, anh thấy gì anh nói sao Vũ thấy tội nghiệp không? Cũng tội nghiệp đó. Tội nghiệp không? Nó gặp nó cũng hỏi hôm qua này kia rồi chứ. Nó còn là sao lắm. Vũ khóc luôn rồi ơi, hứa bạn Vũ khóc luôn rồi. Không phải, tôi buồn cái Vũ của bà và vợ thôi. Thôi cô Vũ rồi, vợ bỏ qua đi. Nó cho con rể ra đây rồi á thì anh cũng tâm sự với con rể đi nha anh Dũng. Nó đã im đẹp rồi, nó im đẹp luôn đi. Đi anh nha. Mình đừng có nói những cái chuyện quá khứ lại cho nữa. Nó bây giờ Sang nó đã chấp nhận được cái đứa bé là con của nó. Mà giờ hỏi con thám lần nữa này, con có thương Sang không? Thương không? Hai đứa bắt tay coi. Nắm tay coi, nắm tay đi. Tay đi, nắm tay đi. Thấy không, mình Dũng hay chưa? Rồi bên Sang nó cũng bây giờ nó hiểu được là nó mới có trách nhiệm với đứa bé rồi đó. Bà bảo vậy người ta như vậy đó. Bỏ đi. Mà bà có làm như vậy rồi tôi gắt tù cho cái tấm tăng ra là ghế mình nhịn cũng sao đâu anh Vũ. Mình là ghế mình nhịn đi. Nhịn đi ăn nhì cưng. Trời ơi. Không phải chống. Chống không còn cái chén cơm đó. Thì tự giờ hết rồi đó. Còn gì nữa? Chén nước chưa? Hỏi vậy cái nó tính là chiều nay có chén thắp đi con. Sang, dạ. Con trong nước trong nước nấy pha sữa vợ gà con đây có nó có màu bì đi cực lắm nha. Con này có trong nước đó, không? Ba vợ kêu liền hả? Là đồ lại cặn kệ chứ thấm nó nha. Sang tình cảm gì nè mới được chứ. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Ơi. Tập làm ghế luôn đó. Cho mình tỉ ha. Để tập nó từ từ đi chứ. Rồi nước vô. Rồi nước sôi chưa nghe? Coi nước sôi chưa? Nó còn nhỏ dạy nó được. Mình dạy nó. Với mình xem với ông Dũng mày hai hàng hợp chứ lắm. Hợp. Anh Dũng anh thương mình hai người. Ê, thôi được. Nó đủ với này. Bỏ nó cám dưới đi con. Như rễ ngọt hết biết ngọt không? Không đâu vợ vợ đâu, vợ vợ đâu nói gì rễ đâu. Vừa nãy hỏi vợ uống sữa chưa, nói ba cho. Hỏi vợ coi. Sữa chưa? Vợ coi. Chưa. Chưa dùng vợ đi, cái bên đây. Cái bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Rồi cái vợ nè. Bây giờ con uống sữa không? Xe pha cho con uống. Bây giờ Sang tự tay pha cho về cho uống đi Sang. Vợ đi. Sữa đúc sữa trước luôn. Khi con pha sữa là con đổ nước ra cho nó ấm nha. Đừng có pha liền vậy nước nó nóng quá mất chất trên giữa. Ba kìa cách pha không gần sao? Hỏi hỏi ba vợ coi. Đổ nước cho nó ấm ra đi. Đổ ra đi. Đổ ra đi con, đổ ra cái ca cho nó ấm xíu. Thì không biết ba vợ chỉ nha. Ba vợ đưa đi. Để Sang nó vô lạnh ha. Để cho làm cho. Vô. Rồi. Không để cho Sang nó làm ha. Nó phải có trách nhiệm. Nè. Đổ ra đi. Thường ghê quá. Người vợ làm hoài luôn. Đó mẹ. Đó. Mẹ vợ kêu mẹ bán phái cừu rồi đó. Đó.
Ngày chắc đám cưới luôn rồi. Sâu quá chuẩn bị ly nha. Đổ cái vô cái ly, đổ vô ly mũ đi. Nóng quá nó chừng nó ấy đó. Thôi được rồi. Rồi chén đi. Còn nhiều sữa không Thắm? Còn ha. Rồi còn ba hộp sữa để nữa người ta gửi gì em đem lên cho. Dạ. Ba hộp sữa người ta mới cho nè. Cái tay không có gớ gì của nó đâu. Không phải anh gớ sữa bầu. Không phải, không có gớ tới đụng gì của nó được hết á. Ba cái đó chưa. Nè. Chỉ nó anh Dũng pha mấy muỗng nó anh Dũng. Đổ ra đi. Đổ ra đi cho nó mắm chút đi hả. Thôi được rồi, được rồi. Quá nhiều rồi. Rồi để cho nó nguội đi. Bỏ đi. Để cho nó nguội kìa, coi người vợ làm kìa. Rồi để nắp lại, để còn nóng lắm. Để đi. Lần đầu tiên sang pha sữa cho Thắm phải không? Hôm nay là cha không phải không? Bây giờ là cha nhường trách nhiệm lại cho con đó. Để nhẹ nhẹ giúp bàn giao luôn rồi. Rồi sang con ngồi phục vô để nói chuyện chơi. Cái chú ba hết. Chú ba kìa. Thắm cũng vui lắm đó anh Dũng. Vui không Thắm? Lấy hộp sữa để bên anh Dũng ơi. Thấy lấy cái chuyện thì nó quơ đổ ra cái giò của Thắm à. Bỏ xích ra anh Dũng rồi. Rồi anh Dũng từ ấy giờ là mới gặp thằng Sang lại đấy ha. Dạ. Anh thấy thằng Sang hôm nay lớn hơn chưa? Lớn hơn ha. Rồi con ý bây giờ ý định sao nào bây giờ nói cho cha biết nè. Đó. Giờ mày làm gì mày mua đồ cho con Thắm nổi đó. Nói đi, có gì đó. Nói đi con. Tính qua Tết đi làm hồn, xin làm hồn. Nếu còn làm xin làm không được thì kiếm kinh tế lấy chiếc số bán rồi thêm giờ sao thì nó lại làm gì tôi mừng rồi. Nó lên đây xuống đây lên đây nó thầm nhỏ là tôi rất cảm ơn nó nhiều rồi. Phải có trách nhiệm phải không anh? Có trách nhiệm. Thì bây giờ Tết cũng tới nơi rồi, làm gì làm cũng phải qua Tết cho nó mới làm được. Dạ. Bây giờ thì nó cũng đâu đi phụ hồ gì được nữa. Dạ. Mấy Tết rồi. Bây giờ cha con cũng đã hiểu nhau rồi đó. Bây giờ thì Sang xin lỗi ba từ ấy giờ là ba bị người ta nói này nói kia. Nói quan vô quan đó. Anh đây là xin lỗi cho con. Nói đi. Dạ, xin lỗi ba. Rồi sao? Từ đó giờ sao nói với ba cho hiểu lầm ba đó. Mấy đó giờ người ta hiểu lầm ba có gì vợ nhận cha lỗi gì không? Rồi đó gì được đó. Mẹ chống nó chị ơi nè chị. Anh Dũng chị có muốn nhiều rồi đó. Lấy lại cái lấy lại bằng thôi. Quan thôi. Rồi khóc nghe anh Dũng ha. Tôi khóc. Tôi buồn vậy thôi. Buồn là buồn bên kia chứ không phải buồn đây. Rồi giờ xin lỗi mẹ nó nè. Xin lỗi mẹ đi. Dạ, xin lỗi mẹ. Nói sao đó, nó khóc nữa. Hôm nay mẹ cũng bị nói nặng gặp đá dữ lắm luôn á con. Giống như là tao nói là con là không có lại được đó để xảy ra sự việc gì đó. Đã lỡ như vậy rồi thì con cũng xin lỗi ba mẹ. Để con lo cho vợ gì đó. Dạ xin lỗi mẹ, chuyện đã lỡ gì rồi nhiều vô xin lỗi. Chị mẹ thay cho con. Trời ơi, mẹ gần đâu không? Mẹ mừng lắm á. Mừng sao vậy? Mừng lắm. Kìa con ấy cũng khóc luôn kìa. Khóc luôn mà. Có không đó. Bên kia mà, bên kia cười. Bên kia cười á. Bên đây khóc hả? Vui. Khóc mẹ. Chú nè Sang, chú nói với con nè. Nếu mà qua Tết con đi làm hồ được á thì con làm. Còn nếu như mà con không đi làm hồ được, con đi bán vé số á thì chú sẽ hỗ trợ cho con 100 đồng. Để con làm vốn bán vé số nha. Dạ. Mình phải có trách nhiệm với cái con mình nha. Cảm ơn con. Mày đồng ý không? Dạ. Trước mắt Mạnh Thường Quân người ta cho tiền Thắm 500 triệu đó, đó là của vợ con. Con sao mày bán cái số rồi con kiếm tiền con xài để hai chồng xài riêng ha. Với lại con phụ với ba mẹ con nữa. Ba mẹ cơm nước cá mắm rồi cầm cầu thấy không? Với ba con giờ thấy cũng yếu rồi đó. Chân tay cũng ngoài. Chán hơi nhăn nữa. Rồi Sang nói gì chị thấy sao chị Huệ? Con nó nhỏ vậy rồi đến giờ nói. Và chị có thương không? Hả? Không. Sao thương không? Thương. Chấp nhận ha. Chấp nhận đi chị ơi. Cho nó cũng toàn nghiệp. Cho hai đứa nó vui vẻ đi chị, một cái như gần Tết rồi. Bây giờ mình sum họp đi. Sang nó cũng muốn khóc. Ủa, coi hả? Gia đình xin học Tết còn bị bóng pháo bông rồi đó chứ. Rồi có tích chạy vợ đi coi bóng pháo bông không? Còn con biết nó sẽ có phương tỷ nó cũng chạy. Con ấy phái cười kìa. Có muốn chồng đi chở coi bóng pháo bông không?
phải rồi nghe. Phải cười rồi. Thôi nghe con, không có chở vợ đi nghe. Ở dưới đó. Để sanh xong đi rồi mới tính đi được. Sanh xong đi rồi tính gì ta tính. Dạ con bây giờ tối ngày còn ở dưới đây thôi. Được có chơi rủ vợ đi đâu nữa nghe. Dạ con. Dạ. Thôi bây giờ ba mẹ với con rể nắm tay nhau có đi cho mình cho một cái gia đình hạnh phúc đi. Đưa đây đưa tay đóng đi. Bỏ qua hết đi anh chị. Bỏ qua hết đi anh chị ơi. Điếp đẹp. Nắm tay đi chị, nắm tay con rể kìa. Rồi đưa tay nè, úp lên. Đó, đó rồi, anh Dũng, Dũng nắm lên Dũng. Nắm nắm tay phải. Mắc cỡ thôi, mắc cỡ. Mắc cỡ. Rồi, vậy là xong rồi đó nha. Giống hoài ha. Mắc cỡ. Bữa nay có một ghế gì vậy anh Dũng, có lời nào nói với khán giả tao biết không Dũng? Không có nói gì đâu, buồn lắm rồi, không có nói gì nổi. Mình nói cho khán giả biết là mình có ghế rồi, người ta không có hiểu lầm anh nữa. Hiểu lầm gì giờ, giờ đây cái kèo là có chúng chữ rồi đó. Rồi vậy đi, nói chung cũng chúc mừng gia đình anh. Mừng nhất là anh là được giải quan. Đây tới chiều có trúng chữ rồi. Thôi bỏ đi anh, tết tới nơi rồi. Những chuyện gì đâu bỏ qua đi nha. Chữ nhắc giống như nữa. Giải nghiệp nhưng mà. Còn cái mai đó mà không mấy anh cho em về rồi, 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 em đem về luôn đi. Thể không? Thể. Em không cho là con chó đó. Rồi bây giờ cho thằng ghế ở đây chơi tới chiều gì hay sao Dũng? Cho nó ở đây chơi tới chiều gì em được đó. Chiều dựng luôn ha. Bây giờ nó cứ ra vô là chuyện bình thường đúng không? Dạ. Mình phải cho ra hâm vợ chứ. Nó là những trách nhiệm của nó rồi. Mình sang lại ngồi kế vợ ăn ngủ vợ coi. Sang. Ăn cho anh Dũng thôi, ngồi chơi kế vợ anh. Dạ, nó ngồi kế đi. Anh ba kêu qua liền ha. Hỏi thăm đồ cái lúc này em khỏe không? Kêu vợ bằng gì nè? Kêu bằng gì? Kêu bằng gì? Con nói chú mấy chú nghe coi, con kêu vợ con bằng gì? Hả? Kêu bằng gì? Kêu bằng chị hay là kêu bằng em? Hả? Gói. Gối à? Gối là gì? Kêu bằng, kêu bằng, nói não à, kêu bằng em, kêu bà xã. Kêu bà con vợ đi. Hả? Hồi lúc con làm chuyện đó con kêu bằng gì? Bằng chị. Rồi bây giờ là kêu bằng gì? Bằng vợ. Hả? Kêu bằng vợ. Lúc đó làm chuyện đó kêu bằng chị hả? Rồi hỏi vợ đói chưa? Vợ đói chưa? Trả lời đi. Thấm. Chồng hỏi kìa. Thấm cỡ. Đồng có mắc cỡ chứ chứ đi hết. Sắp vô à. Tại giờ lúc này đông quá ha. Nè 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 con quậy cái muỗng cho sữa nó mau nguội. Quậy cái ly sữa. Đúng rồi. Con mau nguội. Đút sữa làm cho vợ. Hổ lên cho nó nguội đó xem. Nói chứ cây mai đó mình mua cái chậu lại ăn chậu sành đó. Chậu lại. Nó bị bể cái chậu muỗng thôi hả. Nha. Bác ra bác quậy hoài sao. Thôi. Đi. Mình nói cái chuyện đó nữa. Chả nói cho tôi nghiệp chị Huệ nè. Mẹ ruột chứ quệ mà. Bỏ lên trên giúp em. Có nói rồi. Bỏ đi anh, kệ đi anh. Bây giờ anh em đã nói rồi. Nếu bà có thân vợ tôi thì bà rước về chồng. Chứ tôi không có là muốn dính níu gì nữa. Thôi mình nói vậy sao được anh Dũng. Xưa giờ mình ở với chị cũng mấy chục năm rồi. Bây giờ có rể sắp có cháu ngoại nữa rồi, bây giờ rể có rể mới nữa. Xem kéo áo con vợ lên xem. Kéo con áo con coi. Bây giờ con muốn sửa hay vậy? Không có không vợ lên kìa. Kéo áo lên, kéo ra làm sao lại. Kéo cái lưng kìa, ngay chân cái lưng. À con gậy lên sao? Gậy lên sao á? Gậy lên sao? À vậy đó. Kéo lên nữa. Kéo lên nữa. Rồi. Ngủ sửa nằm quá. Rồi thử sửa ngồi chưa? Thế thử sữa ngủ chưa? Thổi. Thổi đồ. Ông vợ nó cười quậy mày. Thổi cho nó. Con nít đầu. Thanh niên rồi phải không? Thanh niên nghiêm túc à? Ừ. Tao biết hết rồi còn gì nữa. Nè bây giờ sang nè, nói với vợ câu gì nè, nói chị ơi, anh yêu em. Đó. Nói đi. Chị ơi, anh yêu em. Không được, người ta nói là chị ơi em yêu chị gì đó. Tại đông quá ngại đó, chứ có hai đứa nó làm cho mà thấy. Ba phát mà. Ba phát. Con nhìn cái gầm cầu này con nhớ kỷ niệm không? Không. Kỷ niệm lúc trước đó. Kỷ niệm nói với ba đó mà không nhớ. Kỷ niệm của đứa bé đó. Kỷ niệm đó, kỷ niệm đó, kỷ niệm đặc biệt đó con. Hả? Nhớ đừng xíu chứ không nhớ, chứ lòng nó mà nhớ không lúc đó là buổi chiều hay là buổi sáng chưa?
nhí rồi. Con không nhớ rõ. Không nhớ luôn. Cái buổi tối là không phải rồi đó. Buổi tối là có cha mẹ ở nhà là không phải rồi đó. Cái he cười he. Vui rồi, vui rồi. Nhớ làm đi bé bắt hai nè. Mới vui quá trời luôn. Làm đi bắt hai nè. Rồi Dũng bỏ qua. Quậy sữa cho nguội á. Rồi sữa nhanh nhanh. Cho thấm uống đi con. Rồi nếm thử coi coi. Rồi nguội chưa? Có nguội chưa? Nếm thử coi coi. Uống đi con, có bầu đâu con sợ. Nghe. Nếm thử coi. Nếu cầm con mũi này đẻ nữa. Mấy chú nếm con đi. Dạ, mày nếm. Dạ, mày nếm, dạ nếm. À, nếm đi, coi nó ngủ chưa. Bây giờ đưa cho vợ đi. Ngủ rồi đó. Không có, nếm thử rồi, còn nóng đó, còn nóng thử đó. Nếm thử đi. Nếm đi. Cho nó quen. Ê, ê. Cái muỗng. Đủ rồi. Hay, 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 đó là cái chiều đúng rồi đó. Thổi, thổi, đút. Đút sao được chứ. Nói em, anh đút sữa cho em uống nè. Thấm, thấm thương sang nhiều không thấm? Nhiều không? Thương nhiều nha. Quay qua nhìn sang kìa. Rồi, hả? Mày âm nè. Âm. Đó, anh Út nhất lúc này nè. Im im. Ngọt không? Ngọt không chị thấm? Tình hình này hết căng rồi. Mà giờ im rồi. Đó. Uống từ từ thôi em, nói gì đó. Giờ từ đây sao kêu em á, kêu chị sao? Sao không biết được hả? Bây giờ em mà làm ba rồi đó, làm chồng rồi đó, giờ phải kêu là em hoặc là vợ. Ngại. Từ từ có quen nghĩ hả? Sao lúc làm không ngại? Ừ. Giờ được làm ba ngại. Đâu giờ nè, nói đơn giản cơ này, vợ uống sữa nè. Nói đây. Nói đi. Thôi ngại lắm. Nói đi, ngại lắm nó không được. Không có gì ngại vậy đó, nói vợ ơi uống sữa nè. Nói đi. Ngại uống được. Mày lớn con mày chết rõ đi hả vậy? Ừ. Mày đó mày không, mày đó là mày không ngại, bây giờ mày ngại. Ừ. Làm không ngại. Ngại đó với ba mày, ngại có ai cũng gì đâu. Ừ. Thôi ngại lắm. Không có người muốn ăn đó, cho là biết. Còn không kêu vợ được thì nói em ơi uống sữa nè. Rồi nói đi. Dù em có gì đâu. Có gì đâu. Còn không nói cho đơn giản đi, chị ơi uống sữa nè. Rồi nói đi. Kêu chị cũng ngại nữa, phải không? Rồi nữa con xanh ra kêu bằng gì, có ngại không? Hả? Dạ. Nữa xanh con có ngại không? Con lấy theo, dạ. Lấy theo cái mệnh nó chùm á. Đó. 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 Bà vợ kia. Cái này nè, vợ mình mới là chùm. Bà vợ phải rồi đó. Sửa cho thấm uống đi con. Đúng sửa đi. Ngủ rồi. Ừ. Quay qua nè thắm ơi. Đó. Trời ơi. Đó. Thắm. Xíu mà kêu ông Dũng ra lúc thì chị uống ha. Chị uống cái chị mang ba lô nữa. Giờ cho ngồi ghế đây chơi tới chiều hay gì chị Huệ? Ai muốn gì cho luôn ha. Nhà cho rồi đó. Nói chung tới lui đi để cho thắm đi đâu cái diều đi. Nó vui. Đi cho vui, cho thấm nó vui nữa. Bây giờ thấm. Con nghe mấy chú hỏi là con có muốn là sang ở đây không? Đó, đúng rồi. Quay qua bên sang đi. Muốn ở đây luôn hay là chờ chút về? Muốn cho sang ở quay qua sang kìa. Nói sao cho sang ở. Chú nghe coi. Ở luôn hay gì? Muốn sang ở đây luôn hay là chút về? Chút về. Con hỏi thấm nè, sao con trả lời vậy? Hả? Thấm. Kìa sang hỏi đi mới trả lời quá. Sang hỏi đi. Hỏi đi sang. Hỏi đi sang. Ở đây hay là anh đi về? Sang hỏi đi. Em cho ở đây thì anh ở, còn nếu không cho anh về. Sang hỏi đây trả lời đó. Hỏi đi sang. Trả lời đi. Ủa hỏi đi con. Hỏi đi. Em muốn anh ở đây là chơi xíu về. Ở đây luôn hay là chút về? Ở đây luôn hay là chút về? Quay mặt qua tắm. Trả lời đi. Còn e ngại. Không. Ở đây luôn hả? Phải không? Hay là nghe nói là chút về? Ở đây luôn đó. Ở đây luôn ha. Ai biết đâu tưởng nói chút về chứ. Chiều nay có cơm nhiều nha. Quá hạnh phúc rồi.
quay qua ôm mà Sang hôn cái rồi. Em ăn gì đi, chạy đắng mua đi Sang. Tiền nữa đó. Hả, vợ hẻm gì? Chạy đắng mua. Hẻm gì mua chưa? Một ngọt chút xíu đi. Hỏi em hẻm gì anh đi mua. Em hẻm gì anh đi mua chưa? Hỏi em xin chua không? Em xin chua. Muốn luộc không? Hỏi rồi, em ở đâu rồi, con Sang con hỏi lên coi, hỏi vợ con coi. Ăn xin chua không? Đó, ăn đó. Rồi em đi đắng mua cho vợ đi. Không chưa học anh. Anh đây nè. Hả? Con vừa đi lên dốc cầu nè. Hỏi mẹ kìa. Hỏi mẹ mua đâu vậy? Hỏi mẹ mua đâu? Bà không nhớ, bà không mở mình mua tàu. Kêu ba coi. Kêu ba lớn lên. Ba. Rồi. Ba. Ba chắc ba ngủ bây giờ. Đúng rồi, mà trong gà chắc mấy đêm rồi. Thôi trời, đừng kêu ông. Thôi giờ, ngủ đi, để cho ba ngủ đi. Giờ nhờ mẹ đi, mẹ ơi mua giùm cho vợ con vài học sữa chua. Đưa tiền cho mẹ mua đi. Đưa tiền đi, đưa tiền đi, đưa tiền cho mẹ đi con. Ê, chừng chúng có ly sữa nha. Đây chợ đi mua. Trăm rồi. Chị đi mua giùm nó đi. Không, kệ hai vợ chồng đi đi. Không, không. Chị mang bầu. Không, chị mang bầu, không tâm đi chỗ nè. Không có đi chợ không đó. Không được hai xe vậy. Cộ không xe lắm. Hai thắm rồi. Rồi con đi mua đi con. Đi lên đó công an đồ không tiệm mình nắng mà tôi gặp. Thôi sang đi mua đi. Rồi, thì bây giờ mình thì cũng kết thúc video tại đây nha. Thì chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe bình an cho cuộc sống.